Cái này là mình chế biến, mình làm vậy để làm gì vậy cô? Ý là mình đánh dập ra vậy để làm gì vậy? Rồi dừng qua chỗ này dừng lại một chút nha. Qua chỗ này dừng lại một chút để mình phỏng dứt bà con nông dân chút xíu coi. Người ta không có sân phơi cho nên người ta tràn ra đường người ta phơi luôn. Các bạn sẽ thấy. Chào cô. Đang phơi cà phê hả cô? Cái này là mình chế biến, mình làm vậy để làm gì vậy cô? Ý là mình đánh dập ra vậy để làm gì vậy? Khô thì thay nhanh. À, cho nó mau mau khô đúng không? Thay dập về để nó mau khô. Mau khô. Nhưng mà ví dụ mấy người buôn á, họ thấy đánh dập như vậy họ có biết không cô? Họ có mua giá thấp hơn cao hơn gì không hay là cũng giá vậy? Giá cũng bằng nhau à? Giá cũng bằng nhau mà. Nó nhanh hơn nhiều chứ cô hả? Nó nhanh hơn nhiều, cái này thì 5 nắng là 5 nắng. Nắng to là 4 nắng, nắng ấy chầm thì là 5 nắng khô, nó sẽ ra nhanh. Dạ. Còn phê hột thì mười mấy ngày, nắng vậy thì mười mấy ngày, 15 ngày. Dạ. Nên mình sẽ làm nó nhanh hơn. Đây là cái ta gọi là đánh dập của họ. Ý dập. Con, cái sao không? Rồi ở đây mình không có phơi trái hả cô? Bây giờ bỏ kiểu phơi trái rồi hả? Có người phơi trái, có người không. Phơi trái thì người ta phơi trái là coi như là người ta trước đây thì người ta cũng phơi dập về thì đã nở trước. Đã nở trước đã rồi cái phơi hột nó từ từ mà nó khô, từ từ nó phơi ra nhân ấy. Thì vậy thôi, còn cái này thì để bán được giá không cô? Giá cũng bằng nhau à. Nhưng mà năm nay có thuận lợi gì không cô? Thấp mùa hả? Có bên làng là đánh dập ra là có trái á. Nó lòi ra nguyên cái hạt ra như thế này rồi. Nó bị chém trúng không vậy? Có thể coi thử có gì hay rồi giúp mình cải thiện tốt hơn. Dạ. Nhìn thấy cam cà phê nói chung là nó cũng cực quá. Cũng cực quá mà thu nhập thì nó kém quá. Thu nhập là cực khổ lắm. Dạ. Nhưng mà đây này bây giờ nó hết mưa nó đỡ. Nếu mà mưa thì có khi mưa là là thối luôn á. Dạ. Thối luôn ở trong bầu kìa, nó bị mọc luôn đấy. Năm nay là mình được mấy tấn coi, nhà được mấy tấn? Được có 2 tấn à. Rồi lần biết bao nhiêu đâu, có trả nợ được. 2 tấn là coi như là trả tiền phân rồi hết rồi, đủ tiền ăn. Mấy chục triệu luôn đấy. Tiền phân thôi đó. Tốn tiền phân lắm mà cà phê thì nó giá nó rẻ, còn phân thì nó đắt. Vậy mới là làm ăn phải đi làm thêm, đi làm mướn làm thuê nữa vậy mới có cái gạo ăn. Còn mấy cái cà phê này là coi như là làm là trả nợ phân với là trả nợ mình thiếu thốn này, mình đau ốm bệnh tật mình mượn này. Dạ. Không đủ ấy, phải đi làm mướn làm thuê nữa đấy. Chúng mình phải làm thêm nữa chứ còn có 2 hết, nhưng mà của mình 2 tấn là 1 hết không cô? 7 tấn, 7 xào, 8 xào gì đó. 8 xào, 8 xào mà có 2 hết à? Thì ít quá. 8 xào cũng phải được 3. Có chỗ thì có nước tưới. Dạ. Có chỗ thì là có 6 xào hái được 150. Dạ. Ở đây mình là khu vực gì cô? Ở đây nè. Khu vực thôn Tư Lộc Ngãi mà. Lộc Ngãi, vẫn còn đang Lộc Ngãi cô hả? Chỗ này là coi như là thôn Tư Lộc Ngãi ở ngoài quê này. Dạ. Xã Lộc Ngãi thì ngoài kia. Có biết xã Lộc Ngãi không? Dạ biết. Hồi xưa em đi vào đây biết nhưng mà chưa có đi vào trong khu này. Như là vòng kia thôi. Thôn Tư Lộc Ngãi. Dạ. Okay.
gửi hình với video qua luôn cho con. Hả? Không nhớ số hả? Rồi vậy thì mình đưa số. Mình đưa số lát rồi kết bạn cái mình gửi qua. Các bạn Zalo gửi qua. Sao ta số của mình nằm đâu ta? Có danh thiếp. Không 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 có danh thiếp. Anh không cọc đấy. Có giấy hay gì không ta?